Mới qua đây bao lâu là đòi về liền? Em mới quay là khoảng được 2 tháng này. 2 tháng là đòi về liền hả? Là Có khóc không? em rời. Dạ Nói với mẹ em á hả? nói rồi nha, không ở đây. Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì cũng như những video trước đây thì kênh của Uyên Quỳnh đó là một kênh chia sẻ kết nối yêu thương. Và sau này thì do có rất là nhiều nhu cầu khác nhau cho nên Uyên Quỳnh sẽ làm thêm một không phải là sau này mà trước đây Uyên Quỳnh cũng đã từng làm vài video về những người cần xin việc làm. Thì mà có thể giúp cho những anh chị nào không có việc làm, xin được việc làm thì điều đó là Uyên Quỳnh vô cùng vui và giúp cho những anh chị giống như là những anh chị chủ cần người làm việc cho mình á. Thì nếu mà Uyên Quỳnh giúp đỡ được những vấn đề đó thì Uyên Quỳnh cũng không ngại làm thêm những video đó để giới thiệu việc làm cho những anh chị. Nhưng mà Uyên Quỳnh muốn các anh các chị phải biết một điều rằng khi xin việc làm hoặc là khi tìm người thân, bên đây là thân nhân cũng như thế, tìm người thân cũng như thế, thì nhất thiết là các anh chị cũng đều phải làm video. Thí dụ xin việc làm á, thì làm video giới thiệu về bản thân của mình lý lịch của mình như là mình sinh năm mấy, hiện mình đang sống ở tiểu bang nào, rồi công việc của mình á, là trước đây là làm công việc gì và hiện tại mình đang làm công việc gì. Ví dụ như hiện tại các anh chị không có việc làm á, thì các anh chị lần gần đây nhất là các anh chị làm công việc gì và công việc nào mà các anh chị làm cảm thấy làm lâu nhất và làm thích hợp nhất cho các anh chị. Không phải là để cho Uyên Quỳnh coi mà các video đó sẽ để cho những anh chị chủ xem video, xem các anh chị có thích hợp với công việc của họ không thì họ sẽ chọn các anh các chị. Đây là một kênh, Uyên Quỳnh là một kênh để kết nối những người không có việc làm hoặc là những người cô đơn hoặc là những người tìm thân nhân với nhau. Chứ Uyên Quỳnh không phải là một dịch vụ để giới thiệu việc làm. Uyên Quỳnh không có những tờ đơn để cho những anh chị đi xin việc làm điền vào. Tại vì việc đó là của những anh chị chủ với các bạn. Nhưng mà trước khi muốn các anh chị chủ đó liên lạc với các bạn thì các anh chị chủ đó cần phải biết các quý vị, các anh chị là ai và họ sẽ xem xét xem anh chị có thích hợp với công việc mà họ đang thuê các anh chị hay không. Chứ có người nói với Uyên Quỳnh là gửi một tờ đơn để cho họ điền thông tin của họ vào. Thì bên Uyên Quỳnh không phải là một dịch vụ giới thiệu việc làm, cho nên Uyên Quỳnh không làm những thứ đó. Bên kênh Uyên Quỳnh là chỉ làm một video để các anh chị tự giới thiệu về bản thân của mình để cho chủ thấy mướn các anh chị. Uyên Quỳnh chỉ có thể giúp như thế. Sau đó Uyên Quỳnh sẽ cho các anh chị đó số điện thoại của các anh chị nào đang cần việc làm đó. Thì lúc đó hai người sẽ nói chuyện với nhau á, thì lúc đó là anh chị điền đơn, điền thông tin của mình vào đó. Còn riêng với kênh Uyên Quỳnh không cần social, không cần bằng lái. Uyên Quỳnh chỉ cần các anh chị tự giới thiệu về mình thôi. Còn phần chất social bằng lái đồ á, là của chủ chứ không phải là việc của Uyên Quỳnh. Và hôm nay Uyên Quỳnh cũng chỉ muốn thông báo với các quý vị, các anh chị em như thế. Cảm ơn các anh chị em trong thời gian qua đã yêu thương và ủng hộ kênh Uyên Quỳnh. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của một anh cần tìm việc làm. Anh này mới qua Mỹ, cũng còn khá trẻ và cần tìm việc làm. Nào mời cả nhà. Hồi lúc mà anh mới qua là anh làm công việc gì? Dạ em mới quay lại làm ở chợ. Làm ở chợ. Dạ. Tại em thì ở Việt Nam em đi biển. Chợ Đi biển ngang. này là đi quay phi Indo rồi chị ơi.
Ở Việt Nam đi biển. Dạ. Rồi bây giờ anh nói anh tên gì, anh ở đâu ha? Tên Phan Minh Trung. Hiện anh ở tiểu bang nào? Ở Cây Ly đây mẹ. Ở sang hồ sơ ấy vậy ạ? Ở San Jose hả? Dạ. Ở bên đó người Việt đông mà thường thường là công việc cũng khá nhiều. Anh làm từ lúc qua đây được bao lâu? Dạ quê cũng 2 năm rồi chị. Rồi trong vòng 2 năm đó anh làm công việc gì? Làm kế rồi xong sau này Làm trong chợ đó phải không? vậy làm Trong ở chợ chợ. bên hàng cá. Dạ Là lúc đó ở bên hàng cá là mình làm gì, mình có bằng cá không? dạ có Vậy đó hả? Làm một ngày anh làm mấy tiếng đồng hồ? ngày ngày 8 tiếng. Ngày 8 tiếng hả? Ủa chợ em thấy thường thường mở trễ mà. Dạ Mà sao em làm có 8 tiếng à? làm 8 tiếng à, ai ai cũng 8 tiếng hết chị à. Tại như 12 giờ vô làm đúng không chị, là 8 giờ tới đó là rồi. Rồi là anh làm trong chợ tới nay luôn đó hả? Dạ Là từ hôm qua tới giờ anh làm có một công việc đó hay anh làm việc gì nữa không? hồi mới đầu quê là đưa vô hãng tiệm làm giờ bên máy móc làm không được chị ạ. Rồi mới xin vô chỗ làm. Là như là hàng hàng đó, hàng tiện là hàng đó phải không? Vậy không, hãng tiện là như ghe con bạc rồi mình đút vô cho máy nó chạy không. Nặng quá hay là sao anh làm không được? Dạ tại vì cái người máy móc là không có thích vậy à. Nếu mà làm bên người biển thì em mới thích. Rồi làm được bao lâu thì anh nghỉ? Làm hãng tiện hả chị? Dạ hãng tiện được 6 cái máy á. Rồi sau đó anh xin qua làm chợ tới nay. Dạ Là ai bảo lãnh anh qua đây? Ba mẹ em. Rồi ở quê là em đi biển bao lâu rồi? dạ em đi ở 20 mấy tuổi rồi chị à. Wow, đi khá lâu gì đó hả? Dạ tại đi là tháng mấy, một tháng tháng mấy mới vô lần. Vô là chỉ là 2 ngày à. Đi vô được 2 ngày rồi đi tiếp. Mà đi 1 tháng mấy ở ngoài ngoài biển lận. Dạ nhưng đi mà đi đảo Trường Sa nếu mà cá mà quýnh nhiều quá thì điện thôi mua á, tôi mua là nó chạy đi nó lấy là nó sẽ ăn đế đồ ăn cho mình rồi ở lại tiếp. Tại đi là đó nè quê phi đồ mấy lai đồ rồi mình chạy. Anh có lái được tàu không hay là anh chỉ đi phần thôi? Dạ lái thì ai cũng biết lái hết trời à. Ai cũng biết Tại lái hết. nếu mày chạy đêm á thì chia ra 2 người, một người ngồi bên hông có coi tàu, một người lái chạy cái đêm á trời à. Và anh biết anh biết lái thì anh phải biết đường đường để lái phải không? Cái đường để đi. Dạ Làm biển ở Việt Nam á, thì có nghỉ giống như bên đây không hay làm quanh năm suốt tháng luôn? tại vì bên đó là làm biết rồi chị à, bên đó Tết cũng vẫn làm nè, Tết là kiểu như đi ăn Tết biển đó là chỉ nằm bài biển thôi chỉ làm thôi chứ đâu có Tết nhất thì chị đi cái người đó là không có lỡ không có gì hết đấy, chỉ làm thôi, làm chừng nào mà hết đế là vô. Làm quanh năm suốt tháng đó, đánh quanh năm suốt tháng luôn đó. Dạ nhưng mà nếu mà ảnh hưởng bão rồi hay gió thì chỉ chạy vô đảo nước thôi.
Anh tại vì ở bên Mỹ này đi biển nó không có giống như ở Việt Nam. Đi biển Dạ. nó là có mấy tháng người ta nghỉ để chờ con cơ tôm, con cá nó lớn đó, giống như là con sò cũng vậy nữa, cũng có mấy tháng rồi ngưng để cho sò nó lớn đó. Thì hiện tại là anh muốn xin công việc của chỗ cô Liên đó phải không? Chỗ đi biển đó phải không? Công việc đó thì anh trước đây anh từng đi biển thì công việc đó cũng thích hợp với anh. Rồi anh qua Mỹ này rồi anh có vợ con gì đi theo không? Đi theo sao chị? Có nghĩa là anh qua đây anh độc thân hay là anh đã có gia đình rồi? Đọc đọc thân chị. Ồ, anh chưa lập gia đình hả? Dạ chưa. Tại vì thí dụ anh đi qua bên đây, qua làm bên đây á, thì anh phải ở bên đây chứ anh đâu có, nếu mà anh có gia đình thì hơi phiền phức một chút tại vì có vợ con á. Còn bây giờ anh độc thân á, thì qua bên đây thì nó cũng dễ hơn, đi làm nó cũng dễ hơn. Sẵn này anh có muốn tìm người yêu luôn không? Anh có người yêu chưa? Chị, cái đó em chưa nghĩ tới chị. Đó, chị muốn em tìm người làm yêu thôi. công việc ổn Ê, định chị thì muốn, chứ còn cái đó em chưa nghĩ tới. chưa có, chỉ có muốn tìm việc làm thôi. Rồi hiện tại là anh đang ở nhà gia đình anh đó hả, ba má anh hả? Không, em đang là cũng thuê phòng cho chị à. Ba má anh bảo lãnh qua mà sao anh không sống chung với ba má anh? Bè về cũng ở cũng thuê phòng thôi. Ba má anh còn đủ không? Mẹ thì bảo lãnh quen nhưng mà che thì mất ở Việt Nam đó vậy à. Má anh qua đây một mình thôi hả? Có anh chị em gì bên đây không? Có mẹ đứa em mạnh đây cũng thôi phòng đáy sống mà chạy à. Mỗi tháng phải lo lắng nhiều mệt lắm. Anh rồi Em phòng em tôi về 700 chạy à, ốm luôn. 700 á hả? Wow. Còn bắt xi điện nước nữa em nhắm khả năng em chịu không nổi. Đúng rồi. Cao quá. Tiền điện, tiền nước riêng nữa hả? Wow. Rồi anh có được nấu ăn không hay là không? Dạ cũng được nấu ăn cũng vậy. Wow. Mắc dữ vậy đó. Nhưng mà khi anh đi làm á, làm trong chợ á, là được nhiêu giờ? Em làm thì tính chợ thì có 15 đồng 20 mấy sen nè. 15 đồng hai mấy cái sen là 8 tiếng là ngày được trăm mấy hả? Nhưng mà mình làm luôn 7 ngày hay là có nghỉ ngày nào không? Chỗ về thứ 10 là bắt làm luôn vậy. Là không có ốp ngày nào luôn. Lại không ốp á. Nhưng mà đó là người ta sẽ, chắc người ta sẽ trừ tiền 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 thuế của anh ra phải không? Vậy trừ tới. Nhưng mà cái ngày mình ốp đó là nếu mà kêu làm á thì nó dễ là ô vô Việt Nam vậy à. Là anh làm cho chợ Mỹ hay chợ Việt Nam? Thì chợ Việt Nam. Nhưng mà ông đó là người tàu vậy à. anh nhưng mà làm công việc hàng á thì lương sẽ cao hơn làm chợ phải không? Tiện á, công việc tiện á. Công việc tiện nó cũng vậy thôi chị à. Vậy đó hả? Dạ tại em mới quen mà chứ nếu mà người ta làm lâu có thể là nó tăng lương chị à. Nhưng bữa nay á là ở bên đây á thì 1 giờ đó thì bữa nay là chắc là 20 đồng đó chị. Tại là em chưa biết lái xe chị à. Chưa biết lái xe luôn. Đã quen lên làm không mà em cũng đang học. Anh đã học được bằng 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 viết chưa? Em đang học bằng viết này vậy à. 2 năm rồi mà chưa học lái xe được. Lại cứ quê đây là đi làm mà đâu có thời gian đâu chị. Đâu có thời gian đâu mà học.
rồi anh cứ đi làm rồi rê rồi là cứ gỡ rê coi chút cỡ vài tiếng rồi buồn ngủ rồi, nằm ngủ rồi dậy mai đi làm nữa thôi chứ thời gian đâu học vậy. Anh qua đây á, anh có quen với cuộc sống bên đây chưa? Vậy quen anh chị à? Mới đầu anh có bỡ ngỡ nhiều không? Vậy mới đầu cũng đòi về Việt Nam biết đấy đó. Qua chưa quen đúng không? Dạ. Rồi bắt đầu ba mẹ anh, à, mẹ anh nói sao? Anh đòi về rồi mẹ anh nói sao? Thì bé kêu ở từ từ nó quen nhờ gì mà rồi bé chỉ kêu vậy thôi, bé nói là ở ai quê cũng khóc rồi rồi hết. Dạ đúng rồi, mới đầu ai cũng vậy hết, nhưng mà từ từ quen rồi cái cũng không muốn về, tại vì Vậy quen rồi. em gái rồi nó cũng vậy, nó cũng khóc cũng rồi rồi hết. Em gái của anh cũng đi viện mẹ anh bảo lãnh hả? Vậy nó này nó đi lượt lộ bể luôn á chị à. Đi cái gì? Nó đi chung lộ hồi đó bèo bại bèo lãnh mẹ em đứa em trai em là báo quê đây nè, là mẹ làm giấy tờ báo bèo lãnh quê đây thôi chị à. Sao hai Còn em không ở chung với nhau mà phải vậy ai cũng thuê phòng ở chị à, vậy hả? có bé này bây giờ bé 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 ở là con em gái á, tại con em gái này nó lập gia đình đó, bây giờ bé ở là nó bé giữ cháu. Còn ai này cũng đi thôi phòng ở đây. Vậy là ba anh em của em ở bên đây hết. Rồi em trai của em hiện tại đang làm công việc gì? Vậy cũng đang làm tiền luôn á chị. Hai anh em vô làm tiện nhưng mà em làm được, à, em làm em có em làm được còn em không làm được. Dạ cái thằng mà nó đi được là bẻ chạy à, là thằng đó nó giỏi lắm rồi, nó mới đưa hai anh em của em mới quen vô, nhưng mà cái em cười em á thì nó làm được còn em làm không được, rồi bên máy móc thì em không hiểu. Em nè chỉ người biển thì em tại em đi biển bên Việt Nam thì biết người biển rồi, chỉ còn quê đây em đâu có biết người máy móc rồi tiện luôn nó chỉ cái này cái nào em không hiểu. Rồi em có biết máy móc của tàu rồi bè đồ đó em có biết không? Vậy nếu mà có người mà chỉ á thì em biết máy móc như bình đồ là xuống có người chỉ coi á thì em biết. Dạ, nếu mà em chịu khó được ở dưới đây người ta đi biển cũng nhiều lắm, người ta cũng cần nhiều. Thì trước mắt là cô ấy cần cần một người đi cùng cô ấy, hy vọng là công việc của em sẽ hợp với cô ấy. Rồi Tại em là đi tàu cô xích đó chạy à, tàu lớn hả? là tàu cô xích ở Việt Nam á, Là sao chị không biết? là cái chỗ đó là xuống chạy em là máy móc rồi bình sạc sao rồi á, là chỉ á thì em biết. Là như là phải có người chỉ cho em á thì em biết phải không? Dạ máy móc chạy như bơm nước bơm đồ là chạy cái tay làm sao là em biết hết. Nhưng mà em cũng Còn biết lái tàu là em cũng khá giỏi rồi, có nhiều người đi không biết lái tàu được. Rồi em có biết giá võng rồi không? vé chạy Giá giả rồi đó. vé học thì biết, nhưng mà em đi cái người đây nè, em đi cái người đây là người cũng người lớn, Người lớn. người lứa chị à, nhưng mà em không có vé, tại em á là thằng chủ á là nó biểu là em chỉ lên tại em đi là người lứa cây á chị à,
cái người lướt cây mè, cái cây mè nó cho ở trên biển á chị à. Là em dòm nó, là em thấy cái cờ em quắt chạy tới. Mè chạy quê mè câu lông á, mè nó ăn á. Là cái người ấy là em nhảy xuống, em lặn là em coi kế thôi. Coi ít hay nhiều là gột lại là giữ là quýnh. Là kêu là đi lướt cây á chị à. Dế nhưng mà em dòm thì em cũng dế được, nhưng mà tới cái chỗ nhốt mà em không có nhốt. Đó cái máu mình nhốt rồi là em không biết nhốt, mày dế thì em dế được. Ở cái chỗ nhốt rồi là không biết ngại nhốt. Có học không? Học từ từ đó. Không, nhưng em chỉ dòm thôi. Em dòm người ta dế là em để ý. Nhưng mà tới muốn nhốt mà không biết nhốt. Em đi cái người biển này là em chỉ thấy cây chạy về rồi nó ăn câu là chỉ nhảy xuống coi kế. Công việc biển ở Việt Nam nó cực hơn ở bên đây. Dạ. Nhưng mà ít thì nhiều là lặn đó. Mà gặp cái nhiều là em bị cũng mấy trận rồi. Lặn hồi 5 giờ sáng đó trời. Wow. 5 giờ sáng giờ lặn quýnh lưới rồi xong tới 9-10 giờ đêm mới xong á. Lặn hả? Rồi mình ở dưới đó không hả? Mình không được lên hả? Có được lên không? Không, mình lên nhớ, nếu mà mình mệt với mình lên mình uống nước cũng rồi đó. Rồi xong rồi xuống lặn tiếp. Rồi xong uống lại chứ mày lặn là lặn bê người lặn đâu phải mình đêm đâu chạy. Là lặn nguyên một ngày ở dưới đó luôn á hả? Chỉ uống nước lên, uống nước cho ăn cơm thôi hả? Xin lỡ lên mà làm mà mày không có cơm mà ăn lên mì tôm mới vậy à. Mì tôm là bỉ mày nhai sống à, uống nước vô cho nó no. Wow. Là lúc đó nó nhiều quá đó hả? Dạ, kế nó nhiều quá. Wow. Không có nấu luôn, ăn sống rồi uống nước vô. Trên tàu ai cũng ăn á, ai cũng vậy, đâu có thời gian đâu mày nấu chạy. Để làm giữ con cái làm cho mau cho nó tư, chứ không là bỏ con cái nó hư nhau. Làm đi cái người đó là người cái người của chị à. Cá ngừ đó. Dạ. Công việc đó là lương cũng cao phải không? Cá ngừ là lương cũng cao. Không, cái đó nè, đi ăn chia vậy à. Ở Việt Nam thì đi ăn chia là đâu hỏi như bên đây. Bên đây cũng ăn chia đó em, chứ không phải là bao trọn gói đâu nha. Ở Việt Nam nó có khi nào bị lỗ không? Vậy có chứ chị. Có chứ. Có hả? Lỗ là thằng chủ nó ôm. Lỗ bị lỗ miết đó chứ chị. Lỗ miết luôn hả? Đi vậy mà lỗ miết luôn hả? Dạ lỗ miết. Mình có khi đi có vô có bữa này 500-700. Có bữa cầm được 1 triệu à. Mẹ nó đợt đó. Cái đợt thì cầm mấy chục triệu thì em nói là đi cỡ tháng mấy mới vô đó. Tháng mấy vô mà có khi có 500-700 thôi hả? Dạ, có khi 500-700 thôi. Mình có khi là cầm mấy chục triệu cũng có. Cao nhất là mấy chục triệu? Dạ, cao nhất là 40 triệu á. Vậy, wow, tới lúc đó là lên thiên đường phải không? Là cao nhất. Nhưng mà em là cái tiền đó là em phải ăn hơn trời ạ. Một phần là 30 triệu á. Thì đó chúng đó em không? Được 40 mấy triệu. Wow. Tại vì em lặn á. Vậy hả? Em lặn, em ăn cái tiền bên lặn. Lặn là cao, lương cao hơn đó. Dạ. Lặn. Nhưng mà lặn là bữa nay là em cũng ốm lặn rồi. Tại lặn bị lứ rồi trời ạ. Đấy rồi cũng chết đồ á. Rồi tự nhiên này em ốm rồi. Bên đó lặn là chết biết rồi trời ạ. Lặn mà lên lứ mà nó beo á. Lứ mà nhiều quá nó beo mà cứ hấp tấp mà lên đó. Từ từ mà lên. Rồi mình sổ cái màn lứ lên mình mới đi được trời ạ. Vậy còn đó. lỡ mày ho mày trên tàu á, mày nó xuất dây ho ra rồi nó xuất cái dây vô mạch trong máy ra, phải lên từ từ chứ không lên
cái đó thì bị chết biết vậy, chết và chết cái vụ đó nên em bỏ lặng luôn á. Ghê vậy hả? Dạ. Bởi nó lặng mấy cái đó là chết biết hơn. Hơn là trong máy mà chạy. Mẹ căng cái dây của ro ra mà cho nó thẳng chứ mình đã dùng thì nó bung dây này cũng chết mình cho mệt. Em hồi đó em lặng là em thấy ở dưới là ho nó yếu quá vậy à. Là em cứ từ từ em lên em biết là cho nó có trục trặc rồi đâu. Còn không thì cái người mà cầm cái sợi dây ho đó, người kia giật ở dưới á, giật này như im lặng dưới á, thì em biết là em lên liền. Mẹ có người là nén nó mà rét không lên á, là bị rồi. Em đi lên người đó em bị rồi em mới biết. Nguy hiểm quá ha. Dạ. Em nhưng mà em có nghe kỹ là cô ấy nói công việc như thế nào không? Em thấy công việc đó cũng thích hợp với em phải không? Không, cái công việc là thì bữa em coi trên mạng nè. Em biết mà. Em biết bắt sò nữa hả? Dạ. Có khi nào thấy người ta bắt chưa? Có khi nào đi bắt chưa? Không, sò thì như bắt á, thì bên Việt Nam á, thì làm thì em làm, còn bên đây là em chưa làm. Ồ, Việt Nam em cũng có làm sò hả? Dạ. Bên Việt Nam lặn. Lặn hả? Lặn sò rồi đem cái bọc qua rồi lặn rồi bỏ vô rồi nếu mà nhiều quá thì giật dây hơi là ở trên nó tự nó kéo lên. Ờ, là sâu không? Rồi nó bỏ cái ghét rồi lặn 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 hơi rồi chạy. À, ý chị hỏi là lặn có sâu không á? Sâu dạ. Lặn có sâu không á? Ý chị hỏi lặn có sâu không á? Vậy lặn cũng dài sải rồi à. Nhưng bên đây em bữa em vô em thấy là đây chỉ đứng thôi đúng không, là hốt ở dưới là chụp lên thôi chứ có ai đâu. Chị cũng không gành nữa nhưng mà hôm bữa chị cũng có nghe cô nói là nó cũng không có sâu lắm. Có gì sau video này á, thì em chị đưa số phone của cô ấy, em liên lạc trực tiếp nói chuyện với cô ấy dễ hơn. Bây giờ thì chị muốn cho cô ấy coi như là về thông tin của em có thích hợp với công việc đó hay không thôi. Rồi ở bên em ở là người Việt Đông không? Dạ người Việt Đông chứ mày cũng từ chỗ à, tại em là ở thuộc San Jose. Nhưng mà nếu mày ở khu trung capital á, đây nè trên kia là người Việt Đông. Đây em ở dưới đây nè, ở cho nó thanh tịnh đó trời ạ. Nó dán đó là ở đây là em ở dưới Lachlan Hill. Lachlan Hill. Dạ. Đến như mà chạy đi đường freeway chạy lên Tô Lì rồi thì chạy lên là khoảng 10 phút chị. Ở dưới khu đó hôm bữa chị em thấy rồi, ở dưới khu dưới Bắc Sò đồ thì nó hơi vắng. Ở bên San Jose thì đông người nhưng mà ở chỗ làm biển thì nó hơi vắng người hơn. Vắng vậy chị, để đi làm đi ăn đó thì làm thôi chứ còn mệt đông chứ không đông này vậy. Quan trọng là đông. Đi làm cái việc kiếm được tiền thôi, dạ. Không? Dạ. Thì em cũng nghe bữa cô nói rồi, nếu mà lặn giỏi, anh bắt giỏi hoặc là có lúc mà có sò thì cũng lương cũng ngon á, cũng khá đó. Dạ. Làm một mấy tháng mà bằng mấy người trên bờ làm cả năm á. Dạ. Quan trọng là mình siêng năng giỏi giang nữa. Dạ. Rồi em không có chạy xe được như thế rồi, mấy lúc mà em đi chợ hoặc là đi mua đồ ăn đồ rồi như thế nào? Nếu mà em đi mua đồ ăn á thì có người này. Hả? Còn không. Cái người chủ này nè là nói là mua giùm rồi gửi tiền, còn không là con em gái á, điện cho con em gái nó mua rồi nó đem xuống cho em à. Dạ. chủ nhà em ở đó rồi mua giùm em. Dạ. Và trả tiền lại thì trả tiền lại, còn không nếu mà chủ nhà mày bận á thì em điện con em gái em á này nó mua rồi nó chạy xuống nó đưa. Wow. Dạ. Bất kỳ
chứ không không biết lái xe bên đây, nếu mà không biết lái xe phức tạp lắm chạy à. Dạ đang bất tiện lắm. Ở chỗ em ở rồi có gần khu chợ gì không? Dạ nếu chỗ em ở thì chạy lên đi khoảng 10 phút mới chạy. Chạy xe á. Đi bộ được không? Đi bộ ra chợ được không? Đi bộ lên lên tiếng được rồi là tiếng mới chạy. Vậy đó hả? Lái xe có 10 phút mà đi bộ 1 tiếng hả? Dạ, xe lắm. Wow. Chợ xe lắm trời à. Chợ chợ cũng cũng chợ Việt Nam, người Việt Nam bán xe lắm. Hồi nãy chị có một chị nhắn cho chị á, là chị đó cần người làm bên cây xăng nữa. Biển thì em biển thì em chỉ muốn làm người biển thôi. Em á, cô ấy gắng xin cô ấy để đi qua đây. Nếu mà em làm người biển ở bên đây có rất là nhiều người cần làm việc biển á. Dạ. Làm biển thì giống như em không qua đây không rành tiếng Anh rồi không có bằng gì hết. Thì em Dạ. chị nghĩ em có nghề biển, em cố gắng theo nghề biển thì tương lai sẽ tốt hơn. Dạ. Là với lại nhưng mà quan trọng là đừng cờ bạc nha. Đâu, mấy nói em không Mấy có. anh bên đây đi biển khá nhiều tiền đó mà tối ngày mê cờ bạc cho nên mới là không có tiền thôi. Em qua 2 năm rồi có về Việt Nam được lần nào chưa? Chắc chưa đâu hả? Hồi đó em quê là còn là quê 2 tuần nè, bên đó là nó đóng cửa luôn á Vậy đó, đóng cửa luôn. Ồ, chị chạy. quên hỏi nữa, quê ở Việt Nam, quê em ở đâu? Để ở Cam Ranh á. Cam Ranh, Nha Trang, Khánh Hòa. Dạ, Nha Trang là Cam Ranh. Nha Trang, Cam Ranh. Mới qua đây bao lâu là đòi về liền? Em mới quê là khoảng được 2 tháng rồi. 2 tháng là đòi về liền hả? Em rời. Có khóc không? Dạ không? Nói với mẹ em á Nói rồi nha, không ở đây. Đâu có khóc đâu vậy. hả? Anh điên mà khóc vậy. Nhưng mà bật mí chút xíu là tại sao tới nay vẫn chưa lập gia đình? Về bên đó là cũng đi biển là cứ đi vô là cứ 2 ngày đi đâu biết gái gì đâu chạy nên không thích. Vậy hả? Không thích gái hả? Không phải biển mệt không có thời gian chạy Không có thời gian để yêu hả? đi biển đâu có thời gian đâu mà Chưa có mối ấy tình đầu luôn hả? Có mối tình đầu nào chưa? dạ chưa Trời nằm ơi, thiệt luôn hả? tháng tháng mấy rồi vô là 2 ngày là bóng đá đi lạ Vậy chỉ hả? biết như vậy thôi. Rồi em cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m68. Trời, chắc ốm hả? Dạ Gia đình của em còn ai ở Việt Nam không? vậy còn ba mình chị ở Việt Nam á. Rồi khi em đi như thế này, rồi ở Việt Nam em còn nhà cửa gì không? Mốt về Việt Nam ở đâu? Như con nó chạy về cho bạn chạy bé ở nha. Ok. Nếu mà em mà giờ Việt Nam thì chỗ ở nhiều lắm chạy à, Vậy đó hả? tại vì bên đó còn nội còn bác chú rồi bên đó mẹ cũng có về nào, nhưng mà ở đây cho mẹ coi, tại vì sau này là mẹ về em á là về luôn á. Được rồi. Ai về luôn? Bè Mỹ em á, Mẹ em tại bao nhiêu tuổi rồi? vì dạ bé 65 tuổi rồi chị. Rồi cái phòng này hồi lúc mà em qua tới giờ là em thuê ở đây luôn hả? Hồi là quê là em chỉ mới thôi đây là 7 8 tháng rồi chị ạ. Hồi qua mới qua em ở đâu? Mới quê là ở Lầu Bẻ. Ở đâu? Mới là quê là ở Lầu Mị chị à. Ở gần mẹ hả? Ở trong Lầu Mị luôn. Sau này là con em nó có gia đình rồi nó xin em biết á. Là bẻ mấy rồi đó là trẻ cái chỗ đó lại cho tên
Nè bé mấy giờ ở lại con em rồi bé coi cháu. Mẹ em chắc lớn tuổi đâu làm việc gì hả? Dạ đâu làm hờ bé cũng quen em bé cũng như giữ chỉ vậy à. Còn em gái của em làm công việc gì? Nó giao hàng vậy thôi vậy à, nó giao hàng dân tê sao á. San Jose, ở Cali, San Jose, nhà đắt. Về Có. về thì nếu mày mua nhà ai mày quen đây mày nói mày mua rồi mua nhà thôi khó họ khó có người mày quen mấy chục năm rồi người đây còn chưa mua nhà được cái chị mua gì đỡ tiền đâu mua. Đúng rồi, nhà đắt quá mà. Nhưng mà thí dụ em qua đây được, qua bên đây là mọi chuyện nó cũng sẽ dễ dàng hơn là ở Cali nhiều. Dạ Nhưng mà em cũng cần thiết là em cũng cần phải đi học bằng lái nữa. dạ Ở Mỹ này không có lái xe được, giống như là cục chân vậy đó, cố gắng lên. phải phải học chứ chị. Ủa mà rồi em nghỉ làm luôn là bao lâu rồi? Em em mới này cũng được gần tháng rồi chị ạ. Ở trong thời gian đó em có xin việc gì khác không? Tại vì ở dưới đây xe quá vậy, xe quá là không người đi đi là không có thuận đường người đi, tại mướn ở dưới đây là xe lắm, ở dưới đất trên thiêu mà, tại vì trên nếu mà trên Capitol rồi gần Tô Lì á, thì người có thể người ta chở đi, dưới đây xe quá là người ta không mà chở hết. Ok, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Dạ. Hy vọng là sau video này sẽ tìm cho em được công việc làm và tương lai của em sẽ tốt hơn. Dạ. Rồi, em chào khán giả ha. Dạ. Em chào dễ rồi, em cũng cảm ơn chị nhiều. Bye em nha. Có gì chị Dạ. gửi số phone của cô ấy, em liên lạc với cô ấy nha. Dạ, ba ba dạ. Ok, bye em. Dạ.